Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Có một số anh em ở trên cái kênh YouTube này có hỏi là để mua một cái thiết bị là model chính ấy và nó có chuẩn, tức là cái giá mà tầm trung rơi vào từ 600.000 đến 1.500.000 thì cái model nào chuẩn để có thể sử dụng. Thứ nhất là một cái quán cà phê chẳng hạn, hoặc là một cái nhà nghỉ khách sạn, hoặc đâu đấy là một cái quán game dưới 20 máy thì mình nên dùng những cái thiết bị như nào. Thì hôm nay đây thì em sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm của hãng TP-Link, là cái con TP-Link 1043ND. Cái này cái chuẩn phát wifi để nó nhận ấy, thì là nó phát ra là 450 megabit. Đó. Đây đây mọi người nhá. Ở đây này, ở trên mạng thì họ bán là 1.190.000. Đây, tốc độ không dây lên đến 150 megabit trên giây. Và mọi người chú ý này, bốn cái cổng LAN là nó từ nó chuẩn ra của nó là từ cao nhất là 1.000 megabit. Đó. Và nó có một cái cổng USB đa chức năng này, dùng để chia sẻ máy in nội bộ, tập tin đa phương tiện trong các mạng của máy chủ. Và cái này nó có một cái phím WPS, tức là mọi người chỉ cần bấm vào đây này, bấm một tí thôi, khoảng độ 3-4 giây là nó sẽ cho mình kết nối ở trên điện thoại. Đấy. Đây. Tốc độ lên đến 150 megabit, bạn có thể thưởng thức HD video và chơi game trực tuyến với sự trải nghiệm tốt hơn, tốc độ 450. Đó. Phủ sóng thì nó là có 3 anten 5 dB. Đó. Đây nhé. 5 cổng gigabit cộng 800 megabit. Đó. Thì cái con này thì khá là ok để mà mình dùng cho một cái quán game dưới 20 máy. Và đây là cái sản phẩm của nó. Đây mọi người nhé. Đây. Thì đầu tiên với cái thông số của nó này, với cái chuẩn wifi này, thì nó có 3 chuẩn này, 802.11B, 802.11G và 802.11N. Đó, chuẩn cao nhất là 802.11BGN. Có một cái cổng WAN, 4 cái cổng LAN. Đó, nó support được 10, 100 này, 1000 megabit trên giây. Và có cái cổng USB này. Đây. Cái tốc độ tốt nhất của cái này là 450 megabit. Anten thì là 3 đến 5 dB. Đó. Internet đầu ra của nó này, thì là thứ nhất là nó có thể làm một cái wifi phụ, tức là nó cổng để DHCP Dynamic IP này. IP tĩnh, có cổng PPoE, PPTL, L2TP. Cái chuẩn bảo mật của nó thì là web này, WPA, WPA 2, WPA PSK. Đó. Đấy. Cái này thì mọi người không cần quan tâm lắm. Hôm nay đây em sẽ mở cho mọi người xem. Em sẽ cài. Nội dung video thì em sẽ chỉ hướng dẫn để cài đặt cho nó thành một cái modem chính thôi. Cái con này hiện nay ấy, là không phải là hàng mới, mà tức là hàng này cũng là hàng ứng cứu thông tin của Viettel để lắp đặt cho một số những cái nhà như kiểu quán net hoặc là nhà nghỉ khách sạn là họ bị hỏng đấy. Đây, mọi người chỉ cần vặn cái anten vào thôi. Vặn cái anten vào. Nếu mà mọi người không vặn vào thì nó không phát
nó không phát được xa. Rồi. Đấy. Nguồn. Đây, phím tắt bật nguồn, cổng USB, cổng WAN và cổng LAN. Phím WPS và phím reset nó nằm chung một cái phím này. Đầu tiên thì mọi người thực hiện cắm nguồn rồi. Cắm nguồn cho nó. Đây, hôm nay em sẽ cài đặt em đang dùng là cái con Totolink này. Để em test thử cho mọi người thấy xem nó ping có ổn định không nhá. Đây. Ping của con Totolink này cũng khá là ok. Tuy nhiên một số dòng chơi game như kiểu FIFA chẳng hạn thì nó cũng không ổn lắm, nó hay bị rớt mạng. Đây, cái time để mà chơi game của game FIFA này nó rất là cao. Đó, nói chung là chơi nó sẽ bị hay bị rớt mạng và nó hay bị giật hình đứng hình. Còn đây là của Facebook này. Time của Facebook cũng khá là cao. YouTube đi. Bỏ. Ping của Facebook thì time cũng khá là cao, 52 microgiây. Và đây là cái time ping của cái ấy này, của YouTube time cũng khá là ổn, time 25. Đây mọi người nhé, đây con này, cái con Totolink của em này này thì là ping của cái thằng FIFA này thì hay bị rớt mạng. Và em sẽ cài con này đây. Con này sẽ làm cái con modem chính. Về cái cài đặt thì nó cũng giống như kiểu con Totolink này thôi. Và giống như kiểu cài của con 841. Của nó là TT. Đây. Đầu tiên thì mọi người phải nhập cái password cho nó. Cái dòng password này sẽ ở mặt sau của wifi, violet password này. Mình sẽ nhập cái mật khẩu cho nó. Đây, 7593 9038, 7593 9038. Xong bấm kết nối. Khi mà kết nối xong ấy thì điện thoại của mọi người bấm là nó báo chấm than, internet có thể không có sẵn. Bởi vì mình là sẽ chưa có cài đặt gì cho nên nó sẽ chưa có mạng. Mọi người sẽ sử dụng cái địa chỉ này, http://linkwifi.net hoặc là 192.168.0.1. Ở đây mình sẽ vào cái internet này để đánh cái địa chỉ ra 192.168.0.1.
168.0.1 xong bấm đi. Dòng đầu tiên sẽ là admin, còn password nó cũng là admin. Bấm login. Ở cái mục network này, ở cái chỗ phần WAN này thì mọi người sẽ kích vào đây nhá. Đây, nếu mà mọi người cài Wi-Fi LAN thì mọi người để là dynamic hoặc là static IP. Còn ở đây mình sẽ cài là modem chính cho nên mình sẽ bấm vào cái PPPoE này. Đó, mình sẽ đánh cái tên account với lại cái mật khẩu account của nhà mình vào. Ở đây của em là Tuấn TM11. Mật khẩu sẽ là UNURFM. Xong mọi người bấm lưu lại. Bước tiếp theo mọi người sẽ kích ở cái dòng VLAN ở bên dưới để mình sẽ bật cái VLAN này lên, network chọn VLAN. Ở đây nếu mọi người nhà mình có cái truyền hình số ấy thì mọi người kích vào là 2502 nhé. Ở đây nhà em có truyền hình cho nên là em sẽ kích vào 2502. IPTV cổng LAN 4 nó sẽ ra là cổng của IPTV. Bấm lưu lại. Ok. Xong mọi người chờ nó khởi động lại. Trong quá trình mà chờ đợi ấy thì mọi người thực hiện cắm dây LAN vào cho nó. Cái dây LAN là từ cái modem của Viettel ra nhé. Đây là cái từ cái modem của Viettel ra và mình sẽ cắm vào cái cổng WAN này này. Còn đây là dây máy tính. Đây là dây máy tính. Đó, như vậy là nó đã kết nối, như vậy mình đã cài thành công. Để mà kiểm tra xem là nó có ok không thì mọi người truy cập vào. Bấm login. Khi nào mọi người thấy cái chỗ WAN này này, nó nhận cái địa chỉ là 100 thì là coi như là ok. Nếu mà mọi người muốn đổi mật khẩu hoặc là cái tên Wi-Fi thì mọi người vào chỗ phần Wireless này này. Mọi người vào Wireless. Cái Wireless setting này sẽ là cái tên Wi-Fi. Đó. Còn cái Wireless security này này sẽ là cái mật khẩu. Mình xóa đi đánh lại thôi. Xong bấm lưu lại là được. Ở đây em không đổi cho nên là em không cài đặt gì thêm. Đó. Bây giờ mình sẽ thử mạng thôi. Chưa có gì. LAN 1 là internet, chưa thấy có gì. Sau khi cài xong thì chúng ta sẽ test thử xem cái speed test của nó được bao nhiêu nhé. Kết thúc em là video VV.
Đây, 65 megabit. Để tải xuống là được 65 megabit nhé. Tải lên chắc cũng tầm vậy. Thông thường thì cái upload này thì là được. Ở đây thì nó hay hay thấp hơn chút. Đây. Mình sẽ test thử cái FIFA cho nào. Nhầm, không được cấp lốc. À đâu, nhầm. ping.fifa.com.t phải chuyển sao đây nhỉ? Đây là Google này. Là YouTube. Ping FIFA. Rồi, vào chơi thử xem nào. Có bị giật không nào? Vào FIFA khá là nhanh. Chỉ cần vào FIFA nhanh là nó sẽ không bị giật lag thôi. Nếu mà mọi người vào FIFA nó mà chậm ấy, thì mạng nhà các bạn có vấn đề rồi. Đấy, tải loát âm mầm ấy. Đây chúng ta sẽ test ở trên cái speed test 0 giây nhé.
Đội hình có giá 2 tỷ. Đội hình vỡ, đội hình vận. Thằng nào cũng hết. Nào cũng chơi hết sức rồi. Cho Dembele, Griezmann, Suarez cũng đỏ rồi. Đưa ra kỳ tích vào. Lenglet, Arthur. Ui. Roberto. Rồi, trời, chiến một trận nữa. Toàn bại này. Mạng kém cho nên toàn bại thôi. Toàn thua. Toàn cầu thủ Hàn Quốc này. Các Đoàn Văn Hậu Việt Nam. Toàn cầu thủ châu Á. Trơn tru hơn nhiều lắm. Không phát đền à? Maxi. Robert. Xong. Qua đây. Bạn nhanh phết anh ạ. Chơi như này mới sướng. Maxi.
Xong. Ồ, quá sợ. Ồ, ồ. Đừng đúc. Đến đến nhá.